Mỹ Anh xin chào và rất vui được đồng hành cùng quý khán giả trong chương trình Chuyện Hậu Trường ngày hôm nay. Quý khán giả thân mến, Chuyện Hậu Trường kỳ này, Mỹ Anh xin mời quý khán giả cùng khám phá hậu trường của một chương trình đặc biệt yếu tố kỳ ảo, nhưng cũng vô cùng thực tế dành riêng cho người khuyết tật, luôn nhận được sự quan tâm và yêu mến của khán giả qua nhiều kỳ phát sóng. Đó chính là chương trình Thần Tài Gõ Cửa. Trước khi đến với những điều thú vị từ chương trình này, Mỹ Anh mời quý khán giả cùng điểm qua bảng xếp hạng các bộ phim và chương trình được yêu thích nhất cả nước trong tuần qua, theo số liệu của Kantar Media. Tuần qua, truyền hình Vĩnh Long có 3 chương trình giải trí phim truyện góp mặt vào bảng xếp hạng toàn quốc. Trong giờ làm việc, cô không trực mà đi đâu vậy? Alo Mai ơi, em xuống dưới em lấy giùm chị gói hàng đi. Chấp nhận sự gièm pha, tủi hờn vì trót mang ơn người chị họ. Đừng phụ lòng chị họ của mình. Nhưng sự chịu đựng có thể kéo dài được bao lâu khi những đòi hỏi ngày càng vượt quá giới hạn? Không phải như vậy mà em làm theo ý muốn của chị được. Với bài học ý nghĩa, thông điệp sâu sắc, phim ngắn Em Họ Lọ Lem đã về đích ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Bây giờ xin nghỉ việc đi. Cậu lên trên đó. Xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng tuần qua là phần cuối của phim cổ tích Ngôi Nhà Trong Rừng. Lười biếng lại thêm tật ở chân, tay phải nhờ đến sự giúp đỡ của Đông để hoàn thành nhiệm vụ của ông lão giao cho. Thế nhưng sau khi hái được qua, cũng là lúc tay ra tay tàn ác với chính người bạn của mình. Và bài học thích đáng đã đến với kẻ mang đầy ác tâm. Không được mà ông ơi. Nhận lấy đi. Tiếp nối khung giờ này, tối nay sẽ là phim cổ tích Sự Tích Cây Dừa. Quý khán giả nhớ đón xem nhé. Né tránh vào. Nha Diệu còn nợ tao nhiều lắm. Anh ơi, công ty mình xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Đạt rating ấn tượng 5.3. Vị trí quán quân tuần qua tiếp tục gọi tên bộ phim Bên Bờ Hạnh Phúc. Sau những ngày đi hưởng tuần trăng mật, tình cảm của Vinh Hiển và cô vợ hợp đồng có bước tiến triển mới. Thế nhưng Nhã Phương lại rơi vào cảnh tình ngay lý gian với một người bạn khác giới. Cũng lúc này, Long Đầu Bạc bất ngờ quay lưng hợp tác với Mỹ Linh và Vinh Phát để đối phó tập đoàn Hưng Thịnh. Vinh Hiển sẽ làm gì để trả lại sự trong sạch cho Nhã Phương? Trước mắt, chúng ta liệu những mưu hèn kế bẩn có đem lại cho Mỹ Linh những gì cô mong muốn? Quý khán giả nhớ đón xem những tập tiếp theo của bộ phim Bên Bờ Hạnh Phúc vào lúc 20 giờ thứ 2 đến thứ 7. Và xem lại sớm nhất trên ứng dụng THVLI. Quý khán giả thân mến, hơn 10 năm qua, hình ảnh ông thần tài khó tính nhưng hài hước, thổ địa vụng về nhưng cực kỳ tình cảm, song hành cùng nhau tìm đến những hoàn cảnh khuyết tật khó khăn, có tài nghề và ý chí vươn lên trong cuộc sống để gõ cửa và tặng 3 điều ước đã trở thành một trong những hình ảnh quen thuộc trên sóng truyền hình Vĩnh Long vào mỗi Chủ nhật hàng tuần. Vui nhộn, dí dỏm nhưng cũng không kém phần sâu lắng xúc động là những gì mà Thần Tài Gõ Cửa đã gửi đến quý khán giả trong thời gian vừa qua. Để có những khoảnh khắc như thế, ekip chương trình đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng ở các khâu. Bây giờ hãy cùng Chuyện Hậu Trường khám phá những hình ảnh thú vị của một ngày ghi hình Thần Tài Gõ Cửa quý vị nhé. Mang yếu tố kỳ ảo với nhân vật thần tài thổ địa nên tiểu phẩm của chương trình là một trong những điểm nhấn thú vị luôn nhận được sự yêu thích của khán giả xem đài. Vì vậy, ở mỗi số ghi hình, ekip chương trình đã có sự đầu tư chỉnh chu từ các mảng miếng hài hước đến quá trang ngoại hình, đa dạng về tính cách nhân vật, bối cảnh, đạo cụ để mang đến cho người xem những tình huống đặc sắc nhất. Trong lúc hai diễn viên chăm chỉ tạp thoại thì nhóm thiết kế cũng tranh thủ bài biện cảnh trí. Có vẻ ekip sản xuất, nghệ sĩ Đình Toàn và diễn viên Nam Trà đã chuẩn bị xong phần ghi hình tiểu phẩm đầu chương trình. Hãy cùng Chuyện Hậu Trường gặp gỡ và nghe họ chia sẻ nhé. Chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện Hậu Trường. Hôm nay Đình Toàn đang cùng với tất cả các anh chị em, chúng ta bắt đầu một ngày với chương trình Thần Tài Gõ Cửa. Chắc chắn đây là một chương trình rất quen thuộc với tất cả mọi người rồi. Và quý vị cũng thấy là trong chương trình có rất nhiều câu chuyện để kể chúng ta. Mỗi nhân vật là một câu chuyện, và quan trọng là họ mang đến cho chúng ta rất nhiều những sự cảm thông, sự thuyết phục về tinh thần vượt khó của họ. Và
với cái chương trình Thần Tài Gõ Cửa thì những cái tiểu phẩm mở đầu như một cách là các ông bà thổ địa rồi thần tài cùng giới thiệu đến quý vị khán giả, đến bà con cô bác câu chuyện của ngày hôm nay. Và chúng tôi đang cố gắng làm một cách hài hước nhất, và quan trọng hơn nữa là qua cái câu chuyện mở đầu chúng ta sẽ biết sơ lược về hoàn cảnh nhân vật, và sau đó chúng ta sẽ dần dần đi sâu vào câu chuyện, những tâm sự của họ để biết rõ hơn cuộc sống, hoàn cảnh của những người khuyết tật như thế nào. Ngày hôm nay là đầu tiên Nông Trà được góp mặt một cái vai diễn là ông thổ địa trong chương trình Thần Tài Gõ Cửa đó mọi người. Một cái chương trình mà từ hồi nhỏ là Nông Trà đã rất là thích coi cho Đài Vĩnh Long rồi, nhưng mà bây giờ mới có dịp tham gia. Cảm giác vừa sung sướng vừa vui nè, mà cảm giác giống như là mình góp được một phần nhỏ nhỏ khi mà tham gia một cái chương trình mang lại cái niềm vui cho tất cả những cái anh chị có hoàn cảnh khó khăn, các anh chị khuyết tật. Nói chung là có anh Đình Toàn, rồi có Việt Trang, những anh chị mà rất là thân thuộc rồi, cũng bắt nhịp với nhau cũng nhanh thôi, nhưng mà có những cái mình phải tự tưởng tượng ra đó mọi người, tại vì thần tài thổ địa mà mình là người phàm mà mình cũng đâu có biết thần tài thổ địa thật sự là sinh hoạt như thế nào đâu. Nhưng mà cũng cố gắng để vào có những cái miếng hài nhỏ nhỏ, hay là có những cái nét diễn dễ thương thú vị một chút xíu của riêng Nông Trà đặt vào cái vai đó, để cho cái gì đó khác biệt so với những thần tài thổ địa mà tất cả các bạn đã coi ở trên truyền hình Vĩnh Long trong chương trình Thần Tài Gõ Cửa. Thì hy vọng lần này, lần đầu tiên được nhập vai vào ông thổ địa trong chương trình Thần Tài Gõ Cửa, thì quý vị khán giả ủng hộ Nông Trà nha. Rồi hái lục bình tôi làm chi, hái về để làm lẩu mắm ăn đúng chưa? Không có ý định đó luôn á. Chứ sao? Ý là tôi hái lục bình để về á, để tôi đan lát, tôi làm cái vỏ may vỏ kẹt. Bỏ, ông đừng có xạo. Thôi, nó có sách máy có chứng nè. Bây giờ coi đi, đây nè. Sao? Chị bị tật cái chân. Chị đan lục bình, chị nuôi con, chị học lớp 6 rồi. Vừa đan vừa bán vé số, coi thấy thương không? Chị không có vốn, chị mua nguyên liệu, chị đan. Nên là tôi hái mới cho chị, coi như là góp cái nguyên liệu cho chị. Rồi sẵn với lại gặp ông nè, chưa kịp nói cái ông hóa phép cho tôi bị cá chép cắn đau muốn chết. Rồi ủa gặp tôi để làm chi? Giúp đỡ cho chị. Tiền bạc ông rủng rỉnh mà, giúp đỡ cho chị đi. Ở tiểu phẩm khác, ống kính hậu trường đã bắt gặp thêm một nhân vật, đó là bà thổ địa Việt Trang. Để xem cô diễn viên dễ thương này sẽ quá thân như thế nào nhé. Xin chào, mình là Việt Trang. Ngày hôm nay rất là vui được gặp quý vị khán giả của chương trình Chuyện Hậu Trường. Và ngày hôm nay Việt Trang đã có mặt ở đây, ở thành phố Vĩnh Long, để có thể ghi hình chương trình Thần Tài Gõ Cửa. Lần đầu quay thì trước đó mình cũng hơi lo. Thì đến đây thì tụi mình có thời gian đọc kịch bản là khoảng 15 phút để có thể xem qua đường dây rồi tập dợt với nhau và vào ghi hình luôn. Thì trộm vía là sáng giờ được khen là tiến độ rất là tốt và sớm hơn dự đoán, cho nên rất là mừng. Thì mình thấy là những tiểu phẩm ở đây được làm rất là dễ thương và kết nối với những nhân vật một cách rất là đời, để có thể dẫn vào những cái câu chuyện của các anh chị mà sẽ tham gia trong chương trình. Hồi nãy tôi quên nói nhau. Sao? Có hai trường hợp là khi mình tháo ra rồi. Thì một là mình có thể gắn vô lại được. Đúng. Trường hợp thứ hai. Thì như ông thấy đó, trường hợp thứ hai là nó không gắn lại được nữa, cứ để mỗi nơi một cái rồi mình phát thì mình nghe nó khắp nơi vậy. Mỗi người mẹ. Cái trường hợp của mình thì chắc là rơi vào trường hợp thứ hai. Là mua cho làm mới. Mà có biết sửa không vậy? Tại sao nãy giờ không nói ngay từ đầu? Tự nhiên bây giờ tháo ra rồi nó banh chành hết trơn vậy là sao? Mệt quá. Để nó tôi. Tôi đi nhờ ông thần điện tử ở trên thiên đình sửa lại cho tôi. Thôi, đừng. Đi ra. Không, thật ra tôi có thể là tôi chưa biết thôi, nhưng mà tôi quen rất là nhiều người biết sửa, để tôi giúp ông. Không. Tôi có quen cái em này tên là Nhật, sửa mấy cái đồ điện tử này giỏi lắm. Làm việc giữa cái nắng mùa hè và cộng với những cái lớp áo khá là dày dặn như thế này thì thật ra là mồ hôi đổ liên tục, cho nên là mỗi lần mà cắt cảnh hay là dừng lại một cái là phải chạy đi mua nước đá, mua trà đá uống liền, nóng lắm mọi người ơi. Nhưng mà được cái là vì tinh thần của cả ekip cũng như là các bạn diễn của mình là quá dễ thương, quá vui vẻ, cho nên là nóng chút xíu thôi chứ ở trong tâm hồn thì rất là mát. Còn bây giờ thì Việt Trang chuẩn bị quay tiếp cái tiểu phẩm tiếp theo rồi. Xin chào tạm biệt quý vị khán giả của Chuyện Hậu Trường ở đây nha. Hẹn gặp lại mọi người trên sân khấu của chương trình Thần Tài Gõ Cửa chút xíu nữa. Tạm biệt.
Thưa quý vị khán giả, và bây giờ thì Đình Toàn đang có mặt trên sân khấu của chương trình Thần Tài Gõ Cửa. Và đây là nơi kết thúc mỗi chương trình. Tất cả những nhân vật chúng tôi sẽ vỡ òa với những niềm vui khi nhận được những số tiền hỗ trợ từ chương trình để có thể thực hiện những mơ ước của mình. Đây là sân khấu của Thần Tài Gõ Cửa, được xem là phủ của thần tài. Ở bên đây là phòng chờ, là nơi mà đầu tiên các nhân vật khi đến họ sẽ ở đây hồi hộp chờ đợi xem mình sẽ nhận được gì. Thế thì điều họ nhận được ở đâu ạ? Bên đây. Đây là 4 chiếc gương vàng, và ở bên trong đang chứa đựng may mắn của các nhân vật của chúng tôi. Nó là một bí mật. Bây giờ thì thần tài phải đi đeo râu đây, tới giờ lên hình rồi. Với mong muốn chương trình hấp dẫn hơn qua các năm, bên cạnh việc đầu tư thiết kế sân khấu, ánh sáng, chương trình còn trao chuốt thêm về nội dung thử thách dành cho các nhân vật khuyết tật. Tùy vào đặc điểm nghề nghiệp, hoàn cảnh của nhân vật mà ekip chương trình đã tìm hiểu thật kỹ từng thao tác, công đoạn, nghề nghiệp cụ thể để thiết kế 5 dạng câu hỏi gồm thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác. 3 dòng thi là 3 thử thách với độ khó tăng dần, giúp các nhân vật chứng minh tay nghề cùng ý chí vượt qua mọi khó khăn thử thách, nhằm thuyết phục vị thần tài hài hước nhưng cũng vô cùng khó tính để mở cửa ngân khố thiên đình trao tặng 3 điều ước. Với Toàn thì mỗi lần đứng trên sân khấu này nó thật sự là một niềm hạnh phúc, bởi vì nó không phải là mình được hóa thân thành những nhân vật, hóa thân thành thần tài, một nhân vật mà tất cả mọi người yêu thích, mà còn là việc mình sẽ góp phần mang đến niềm vui cho những người khuyết tật nữa. Thật sự một hành trình dài 14 năm, chắc chắn nếu bạn hỏi Toàn là có cảm thấy nhàm chán không, có cảm thấy nó bị mình bị chai cảm xúc không, thì thực ra là Toàn sẽ nói là không, bởi vì mỗi nhân vật của Toàn, mỗi kỳ phát sóng là một câu chuyện khác nhau, và thật sự chính họ, chính những nhân vật khuyết tật lại mang đến cho bản thân Toàn rất nhiều những cảm xúc. Đôi khi á, mình đi làm về và mình nghĩ tính ra cuộc đời còn rất nhiều điều mà mình cần phải học hỏi. Ở đây chúng ta khoan nói về những nghị lực của nhân vật, chúng ta khoan nói về những vất vả của họ ở trong cuộc sống, mà Toàn muốn nói về tinh thần. Tinh thần của bản thân họ khi đến được với chương trình, nếu quý vị ở một cái khoảng cách gần á, chúng ta mới cảm nhận được những cái nắm tay hoặc những cái ôm thật chặt của nhân vật mỗi khi họ nhận được số tiền dành cho anh chị em chúng tôi. Thì dường như là mình tin vào những điều may mắn trong cuộc sống, và Toàn nghĩ đây là điều lớn nhất mà chương trình Thần Tài Gõ Cửa mang đến. Có thể thấy Thần Tài Gõ Cửa không chỉ là chương trình giúp đỡ những hoàn cảnh khuyết tật, mà còn là cầu nối để các nghệ sĩ tái tạo năng lượng tích cực và cống hiến nhiều hơn cho khán giả. Lao động nghệ thuật nghiêm túc là vậy, tuy nhiên các nghệ sĩ của Thần Tài Gõ Cửa cũng rất hài hước và đáng yêu ở phía sau sân khấu. Hãy cùng chúng tôi theo dõi những bí mật chỉ được bật mí trong chuyện hậu trường nhé. Hồ biến đây rồi. Với hình thức thể hiện vui tươi, gần gũi, bối cảnh được thiết kế sống động, nội dung tiểu phẩm hài hước cùng những câu chuyện đời được nhân vật kể một cách xúc động, chân thật. Đặc biệt là sự dẫn dắt duyên dáng của ông thần tài vào thổ địa. Hy vọng chương trình Thần Tài Gõ Cửa sẽ luôn đem đến nhiều điều bất ngờ, hấp dẫn cho quý khán giả. Động thiên đình. Đơn để ông hát hả? Giờ mình làm cái bài Lý Chiều Chiều đi. Ăn chút thôi nha, đừng hát tới chiều nha. Chiều chiều rơi tây lung tây tây cô tươi cây tươi cây mùa đời. Đây hát càng ngày càng đuối hơi vậy. Tôi nghĩ tại ông đờn đó. Thôi bài khác, Dạ Cổ Hoài Lan. Mỹ Anh hy vọng là với những hình ảnh vừa rồi đã phần nào đó giúp cho quý khán giả hiểu thêm về chương trình Thần Tài Gõ Cửa. Chương trình ý nghĩa giúp đỡ những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, phát triển nghề nghiệp, ổn định cuộc sống.
Chương trình Thần Tài Gõ Cửa được phát sóng vào lúc 19 giờ 10 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 quý vị nhé. Bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Mỹ Anh xin kính chúc quý khán giả có một kỳ nghỉ lễ thật vui và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Chuyện Hậu Trường tuần sau.